quý vị khán giả thân mến đã có rất nhiều quý vị khán giả yêu thích chương trình siêu thị cuộc sống bởi vì trong chương trình thì có một phần đó là giới thiệu những quyển sách hay để quý vị khán giả có thể tìm đọc và cập nhật những kiến thức cho mình và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu cho quý vị quyển sách mang tên là dinh dưỡng theo độ tuổi thì thông qua quyển sách này thì sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích về việc chúng ta xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh hợp lý cho bản thân và gia đình bởi vì hiện nay thì vấn đề dinh dưỡng là một trong những vấn đề rất là cần thiết và quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người ừ. và nhìn cái tựa của quyển sách là dinh dưỡng theo độ tuổi thì kim hằng nghĩ ngay đến những bữa ăn trong gia đình của mình ừ. bởi vì sau một ngày làm việc học tập vất vả thì cái bữa ăn tối là một cái nơi mà tất cả những thành viên quay quần bên nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn, câu chuyện vui. À, và đây cũng là một dịp để mà các chị em phụ nữ của chúng ta trổ tài nấu nướng. Chắc hẳn là chị em phụ nữ ai cũng quan tâm à, về những món ăn làm sao để mà cho phù hợp với từng thành viên trong bữa tối của gia đình bây giờ tân quan thấy trong mỗi gia đình thì có rất là nhiều thành viên nè thậm chí là có tam đại đồng đường tứ đại đồng đường cũng có nữa vì vậy các bà nội trợ cũng phải đau đầu làm sao nấu một bữa cơm gia đình mà ông bà thưởng thức vẫn cảm thấy ngon miệng mà con cái chúng ta vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng à, vậy thì với quyển sách dinh dưỡng theo từng độ tuổi như thế này sẽ giúp cho chúng ta có được uh, lời giải đáp thỏa đáng và sẽ giúp cho các bà nội trợ đỡ phải đau đầu hơn khi mà có rất nhiều những uh, cách hướng dẫn nè cách tính calo cũng như là những cách thức để giúp cho chúng ta có được một bữa ăn hoàn hảo đầy đủ chất dinh dưỡng theo từng độ tuổi trong gia đình của mình Đúng rồi đó Thanh Phương với Kim Hằng Quý vị khán giả ơi Ngọc Phương á, cảm thấy á, rất là thông cảm cho chị em phụ nữ của chúng ta Đặc biệt là những người nội trợ á. khi mà đi chợ á, hay phải suy nghĩ là không biết hôm nay mua cái gì Gia Đúng đình rồi. của mình ăn ừ. những cái món này hoài thì cũng chán Thế Mà cũng đổi xong. món khác á, thì không biết là có hợp hay không Bởi vậy quyển sách dinh dưỡng theo độ tuổi có thể nói là một cứu cánh cho tất cả chúng ta Bởi vì cuốn sách được chia thành 3 phần theo 3 độ tuổi riêng biệt Phần 1 là dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và thiếu niên Phần 2 là dinh dưỡng trong suốt giai đoạn trưởng thành và phần 3 là khỏe khoắn tuổi về chiều. Tương ứng với mỗi phần thì không chỉ là chế độ dinh dưỡng theo từng độ tuổi mà tác giả còn cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về nhu cầu dinh dưỡng, những loại thực phẩm phù hợp với từng đối tượng. Ngoài ra thì chuyên gia còn đưa ra những thực đơn gợi ý để giúp cho những bà mẹ trẻ có thể linh động hơn cũng như là đỡ đau đầu hơn trong việc lựa chọn thực đơn cho con của mình. Ở ví dụ như là với trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi thì nên cho trẻ làm quen với những nhóm thức ăn sau đây. bánh mì, ngũ cốc, cơm bún, mì và khoai. Bánh mì trắng thì Bánh mì thì sẽ là bánh mì trắng, bún mì sợi thì luộc chín, sắn nhỏ, khoai nghiền, bánh ăn dặm. Còn đối với phần rau củ thì sẽ ưu tiên lựa chọn là rau củ nấu chín, nghiền nhuyễn như là bí đỏ, đậu hà lan. Còn đối với trái cây thì sẽ ưu tiên những cái loại trái cây gọt vỏ hoặc có vỏ mềm, sắc lát như chuối, đào, lê, cam và táo. Và những dạng thực phẩm giàu protein như là thịt gà, cá và các loại thịt nạc bỏ xương, da và mỡ được nấu chín và xay nhuyễn băm nhỏ. Trứng thì sẽ luộc chín và nghiền nát, các loài đầu đổ thì được nấu chín. Và ở mỗi một độ tuổi khác nhau thì chúng ta cũng cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Ví dụ như là đang trong độ tuổi thiếu niên thì chế độ dinh dưỡng là gì? Chúng ta hãy cùng tham khảo ở trang 69 của quyển sách này nha. Đầu tiên đó là bánh mì làm từ bột nguyên cám ăn với mức ít đường hoặc là quả bơ, chuối chín vân vân. À, một nắm hạt à khô, đậu phộng, hạt điều, phi lê gà bỏ da đem nướng lên. Xôi mặn thì có trứng cút, thịt gà bỏ da, ít mỡ hành hoặc là xôi đậu. Bánh mì ốp la ăn cùng với rau trộn. Thức ăn sẵn ít béo, cơm tấm không tấp mỡ, vỡ tái không lấy nước béo, hủ tiếu, thịt nạc, tôm, trứng cút. Sữa chua đông đáo hoặc là sinh tố trái cây trộn với lại sữa chua. Thưa quý vị, ngoài ra thì quyển sách này cũng dành một phần để nói về dinh dưỡng cho những người phụ nữ mang thai cũng như là đang trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Chúng ta vẫn thường nghe nói là trong quá trình mà nuôi con bằng sữa mẹ tức là cho trẻ bú thì có một số thực phẩm chị nên em phụ nữ của chúng ta không nên ăn. Thì cụ thể đó là những loại thực phẩm gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trang 91. Một số chất có trong thực phẩm và người mẹ ăn có thể truyền sữa và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé. Một số triệu triệu chứng thường gặp ở bé là nếu mà chúng ta ăn những cái loại thực phẩm này thì trẻ sẽ bị đau bụng nè, đầy hơi, ợ chua, tiêu chảy, nôn mửa, thở khò khè hoặc là chảy mũi phát ban. Những thực phẩm gây ra hiện tượng này chúng ta cần tránh đó là các loại sản phẩm có nguồn gốc từ sữa, trứng, các loại sản phẩm làm từ bột mì, trái cây thì họ cam quýt Thực phẩm có chứa caffeine, sô-cô-la, tỏi, bắp cải và dưa leo Và đây là những thực phẩm mà phụ nữ của chúng ta đang trong quá trình cho con bú Chúng ta nên tránh nhé Ừ, như vậy là những ai mà đang băn khoăn lo lắng không biết lựa chọn như thế nào để có những thực đơn phù hợp với từng thành viên trong gia đình thì chúng ta lựa chọn quyển sách này để làm một nơi để mà tìm hiểu thêm những thông tin thì cũng rất là hữu ích. Bên cạnh đó thì tác giả của trang sách còn đưa vào từng trường hợp cụ thể để người đọc có thể dễ hiểu hơn. Ví dụ như là tác giả đưa ra ở trường hợp phần 1 là bé Trody 3 tuổi chỉ thích thức ăn màu trắng. Hay là ở phần 2 là tình huống người mẹ trẻ tên là Suzy, 26 tuổi, bị sút cân trầm trọng sau khi sinh con. Ừ, còn ở phần 3 thì có một tình huống như thế này, đó là ông cụ Ben, 85 tuổi, bị gãy xương hông quanh quẩn ở trong nhà. Từ ngày vỡ con mất, ông trở nên biến ăn. Hàm răng chả không khớp cũng khiến cho ông phải khó khăn trong việc nhai và thưởng thức thức ăn. Thêm nữa, ông lại bị té gãy xương hông. Lúc này phải chăm sóc cụ bằng một chế độ dinh dưỡng như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem qua nhé! Gia đình ông Ben nên được biết về tình trạng sức khỏe hiện tại của ông để có thể thăm nom và theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của ông. Ông Ben cần phải tập vật lý trị liệu để cải thiện khả năng đi lại. Về mặt dinh dưỡng, chế độ ăn của ông Ben cần chứa nhiều calo, protein, chất xơ, vitamin và canxi hơn nữa. Ngoài ra, ông cũng nên tiếp tục uống thuốc bổ sung sắt. Ông Ben nên đặt lịch hẹn với nha sĩ để điều chỉnh lại hàm răng giả. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc bổ sung vitamin tổng hợp và khoáng chất cho ông. Ông cũng nên tham gia sinh hoạt trong nhóm câu lạc bộ người cao tuổi tại địa phương để được chia sẻ và được đồng cảm. Có như vậy thì cuộc sống về già mới trở cô. Cuộc...